Xin được muốn chào đón tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Thì ở đầu video Tuấn muốn cho tất cả mọi người chúng ta có một sức khỏe luôn luôn được tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ bên những người thân yêu. Tôi Tuấn cảm ơn đến mọi người thật lòng vì đã có một chút nhà hứng thời gian dành tình cảm của mình ra để xem ủng hộ cho kênh. Thì ở trong video này Tuấn lại muốn tiếp tục chia sẻ những niềm vui của mình. Nhà đó là những nhà của Tuấn đang tới cái công đoạn sau khi mà làm xong cái sắc mộc như đây nha mọi người. Rồi sau khi mà đã làm xong sắc mộc rồi thì nhà của Tuấn thì anh hai Tuấn có biết bên cái lĩnh vực làm cửa sắt, thì anh cũng đang mấy ngày nay đang làm những cái bộ cửa sắt như đây đó, đang làm sắt. Rồi cũng đang đi luôn điện âm tường nha cả nhà. Đây, đây là cái cửa vuông này. Chắc thì cũng đang làm còn dang dở cửa sổ phòng buồng. Đó. Những cây đòn tay kia. Thì anh Tuấn có rất là cái nhiều cái biết cái nhiều là làm được nhiều thứ nên vừa làm sắt mà vừa còn đi làm sửa máy nổ đó nha mọi người. Đây thì Tuấn sẽ lại một lần nữa đi vô chia sẻ những cái tiến độ nhà mình đến đâu rồi cho tất cả mọi người mình xem. Đấy. Thì trong người quen của trong thôn làng Tuấn thì có một anh làm bên điện âm tường, điện nước âm tường nha mọi người. Thì mấy ngày nay anh cũng đang tranh thủ làm cho nhà Tuấn, đang bắt mấy cái đường điện âm tường này. Đó. Điện âm tường anh đi cũng khá là sắc nét. Đục cái kiểu nghệ thuật này. Lỗ đục lỗ bỏ này để luôn cho nó khỏi tình trạng mình đục gạch ra quá nhiều. Đó, thì đây là cái vị trí mình sẽ tính là cái giường ngủ ở đây nha mọi người. Có cắm điện ở đây. Tôi tính là cho đi xuống nằm tinh diệu ở đây thì nó hay hơn. Đây nằm cũng vị trí này cũng hơi cao. Nằm xuống thấp thấp chút nữa để mình có sử dụng điện thoại mình cắm và sạc điện thoại nó tiện. Rồi. Cả nhà mình qua tới phòng bếp. Này thì Tuấn sẽ quay chia sẻ nhanh thôi. Cũng không có gì là đặc biệt lắm, Tuấn muốn ghi hình lại để sau này mình xem lại thấy cảm thấy những cái thời gian đã diễn ra trong trước đó thì coi lại nó có một chút gì đó gọi là lưu ấn, cảm giác nó thú vị nha mọi người. Đó. Âm tường đục ra rồi, đã chám lại rồi. Mình ra tới nhà cầu nhà tắm. Đó thì anh cũng mấy ngày này anh tranh thủ anh là lật giật thì cũng đi được mấy cái đường ống nước lạnh nước nóng như đây rồi. Thì đã trải qua tiến độ khoảng 30% thì Tuấn đã lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người chúng ta xem những cái giai đoạn tiếp theo của nhà mình rồi. Thì hiện giờ thì đội nhóm xây dựng ấy đang làm cho một cái nhà thứ hai nha mọi người. Thì cái nhà thứ hai thì cũng đã lên được khoảng đâu 20% tiến độ sắc mộc rồi.
Làm trường đầu khoảng 2 ngày nữa là đã xong cái 30% của là xong được cái phần cứng là sắc mặt của cái nhà thứ hai. Sau khi xong nhà thứ hai rồi đổi nhóm máy lại di chuyển qua tiếp và tiếp qua cái nhà thứ ba. Nhà thứ ba thì có kích thước lại lớn hơn cái nhà thứ hai nữa. Sau khi xong cái phần cứng gọi là phần sắc mộc ở nhà thứ ba khoảng đâu chừng 2 tuần đổ lại nữa nha mọi người, thì đội nhóm máy mới quay lại nhà Tuấn bắt đầu làm những cái tiến độ tiếp theo, lập tôn rồi hôm tô lắp gạch đó. Nhà Tuấn thì làm đâu khoảng nếu mà làm đó thì đâu khoảng 2 tuần đổ lại nữa là xong hoàn thiện thôi, chứ không quá là lâu tại nhà mình nhà bé mà là nhà ở đằng sau có 64 mét nền thôi. Thôi thì cái đoạn video này Tuấn xin được kết thúc. Tuấn sẽ tranh thủ quay những giai đoạn những cái tiến độ tiếp theo gửi đến cho tất cả cô chú anh chị em của các bạn mình những anh thích xem mạng xây dựng. Bây giờ thì Tuấn xin được tạm kết thúc video này ở đây đi. Tuấn xin được chào ngày mới cả nhà mình. Thì ở trong đoạn video này, trước khi mà cái ngôi nhà nhỏ của Tuấn ở sau lưng đây á đến với công đoạn hôm tô, thì Tuấn sẽ quay kết thúc cái đoạn công đoạn gọi là đi điện nước rồi đi cửa lại một lần nữa cho mọi người mình cùng xem. Đó, Tuấn muốn quay chia sẻ một chút cái niềm vui của mình trong cuộc sống này gửi đến quý ông bà cô dì anh chị em chúng ta. Những ai thích xem nếu có cảm thấy thân mến thì hãy dành tình cảm bấm đăng ký kênh, bấm like rồi bấm chuông rung để theo dõi kênh của Tuấn dài lâu, để ủng hộ cho cuộc sống của Tuấn nha mọi người. Điều đó là Tuấn rất biết ơn và cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Thì khoảng đâu tầm khoảng từ 2 đến 3, nếu mà tình hình có gì thay đổi là khoảng 4 ngày nữa là đội nhóm thợ thầy. Hiện giờ, hiện giờ thì đội nhóm thợ thầy đó đang làm cái nhà thứ ba đang ở phía dưới góc nhà kia nha mọi người. Thì đang làm sắt mộc ở dưới đó chuẩn bị cũng gần xong cái phần cứng rồi. Đó thì cũng tầm đầu 3 đến 4 ngày nữa thì đội nhóm xây dựng gió sẽ quay trở lại nhà của Tuấn đây để thực hiện những cái công đoạn tiếp theo. Bắt đầu là hôm tô lát nền đóng gạch. Thì trước khi tới công đoạn đó thì đúng một lần nữa sẽ chia sẻ đến mọi người những hình ảnh đó. Nhà mình đã xong tới cái công đoạn điện đài này, điện âm tường, ống nước các thứ rồi. Đó, điện âm tường, nước nóng, nước lạnh. Cửa. Cửa thì anh trai của Tuấn cũng đã hoàn thành rồi. Giờ sẽ chờ đến ngày rồi mình cà cái lớp sắt của nó rồi mình xịt sơn thôi. Cửa tự làm. Rất là chắc chắn. Cứng cáp. Sắt này theo như cá nhân của mình nghĩ là sắt hàng tốt này. Điện của cầu giao tổng đây. Có một số chi tiết sẽ thay đổi để dò theo cái ý muốn của cá nhân riêng Tuấn nha mọi người. Ở đây cầu điện đáng lẽ nó nằm trên cao này. Nhưng Tuấn nghĩ rằng một điều là cho nó xuống thấp một chút khi mình đi chuẩn bị đi ngủ mà điện thoại mình hết pin, cái là mình có ổ điện này, mình có dây sạc đây. Mình gắm vô cái mình sạc luôn, rất là tiện. Thì tuy nhiên nó có một cái nhược điểm là nó hơi nguy hiểm chút xíu, nó nằm dưới thấp. Thì mình điều đó mình phải hết sức cẩn thận thôi.
Rồi. Thì đến cái đoạn nhà của Tuấn đã tới công đoạn trà xong điện nước âm tường cửa. Đó, rồi Tuấn xin kết thúc cái nội dung nhà mình đã tới tiến độ đó ở đây. Sau khi mà chuẩn bị tới cái công đoạn hôm tô đóng gạch cái gạch nền rồi gạch tường rồi, Tuấn cũng sẽ muốn quay hình lại một chút để chia sẻ từng cái công đoạn khoảnh khắc cái niềm vui nhỏ nhỏ của cá nhân của mình gửi đến cho tất cả cô chú anh chị em trong rồi ngoài nước luôn. Đó thì cuộc sống bình thường giản dị thôi, nhưng mà những ai quý mến thì hãy dành tình cảm cho kênh theo dõi rồi ủng hộ cho kênh cũng như là tất cả mọi người đã ủng hộ cho cuộc sống của Tuấn á. Điều đó Tuấn rất là chân thành cảm ơn mọi người. Thôi thì bây giờ Tuấn xin được kết thúc video này ở đây. Mong muốn được gặp lại mọi người ở những cái video trong cái chuỗi cuộc sống của Tuấn nha mọi người. Thì trên kênh của Tuấn sẽ xoay quanh chủ đề cuộc sống thôi, không có cố định một cái chủ đề nào. Khi mà kênh của Tuấn đã đạt tới cái cảnh giới gọi là kiếm tiền như bao kênh YouTube khác thì Tuấn sẽ chuyên làm theo chủ đề nha mọi người. Tuấn xin chào tất cả mọi người.